Buổi chiều cho tròn ăn cua đồng. Cho em gái bầu con cua ngon. Rồi mấy em nó mê ăn cua nè mấy bạn. Mỗi con mình cho ăn nửa con cua thôi, chủ yếu ăn để cho có canxi chắc xương. Cho ăn nguyên con thì ngon, nhưng mà tại vì không có tiền để mua nhiều cua. Em được trơn mình nè, mấy em được trơn nè.